Xin chào mừng toàn thể bà con. Hôm nay công ty lưới đánh cá ở đảo xin giới thiệu với bà con dòng lưới ba màn phổ thông, dòng lưới bén cao cấp của lưới đánh cá ở đảo. Trên màn hình bà con đây chính là dòng lưới bén ba màn cao 1,5 m. Chiều cao của lưới là 1,5 m, ở đảo thì chỉ cao 1,6 m thôi, đây là 1,5 m. Về cơ bản dòng lưới này túi rất là sâu. Đấy, túi rất là sâu. Tại vì lưới đánh cá ở đâu đang làm hàng này là chính là hàng những dòng lưới đặt cho khách của công ty lưới đánh cá ở đâu. Túi rất sâu. Về nói về độ đầu phao, bà con hãy nhìn đây, đầu phao của nó này. Thắt được thắt tết chết và chống rối. Đấy, thắt tết và chết chống rối. Và chân chì rất là nặng. Đấy, chân chì rất là nặng và được kẹp bằng tay rất là kỹ càng và thủ công. Đánh được cái tay lưới bén này thì bà con khỏi yên tâm đi, khỏi phải suy nghĩ luôn. Về cơ bản dòng lưới bén này về chất liệu cũng như về cái độ dài và độ bén của lưới này nó tương đương với dòng lưới Thái, chính vì thế nên khuyên bà con phải sắm những cái tay lưới bén như thế này. Thứ nhất là giá thành nó dễ hợp lý, thứ hai nữa là về độ bén cá nó rất là cao. Và một điều cam kết nữa ở công ty lưới đánh cá đầu chính là nếu mà quý vị và bà con muốn được một tay lưới ưng ý nhất thì hãy vui lòng liên hệ với công ty lưới đánh cá đầu, thì lúc đó sẽ có những tay lưới sản phẩm ưng ý nhất. Ship hàng toàn quốc, thanh toán tiền tại nhà, được xem hàng trước khi thanh toán. Bà con nhé, xin vui lòng để lại số điện thoại phía dưới và comment chia sẻ. Một lần nữa xin cảm ơn bà con đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Xin chào tạm biệt.